Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tô chiếc lá của bông hoa sen này ha. Ok, chiếc lá thì có màu sen hết. Mình sẽ thực hiện đôi chiếc lá. Bây giờ để rút kinh nghiệm cho lúc nãy thì mình tiến hành tô như này. Mình sẽ tô từ ngoài vào trong như này. Đang ghê xa. Hát gì mà hát vậy? Ok, chiếc lá ha. Theo mình sẽ tô chiếc lá bên cạnh này. Sẽ tô cái hoa ha. Hoa và thank you.
là mình sẽ vẽ cái nhì hoa này, là mình sẽ kết thúc bức tranh này nhá. Trên tại đây. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Bye bye.